Gà giáp cá. Mình cắt gà giáp cá. Gà cá đây tốt lắm, chuồng trọng. Gà giáp cá. Quý vị thấy bờ lông không? Nên bò mình phải đưa cái vàng nó bò lên. À, thì cái bên lông mà lá xài làm thuốc á, đừng non quá, đừng già quá, lá nguyên đây nè, đó, lấy cái này á là đẹp lắm, ngon lắm, nó có thuốc, chứ mình ham mà lấy lá non quá nó không có thuốc, mà già quá thì nó sơ rồi, nên ta lấy cái lá dừa dừa nè, hàng ngày mình à, là ăn như rau vậy đó, ngon lắm. Cái lá bên lông xanh nhưng mà bề tím, thấy không? Bề này bề tím, bề này xanh, đó. À, mưa lông đi á, là bẻ tiếp tía tô. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân thân mến, hôm nay trong chương trình chữa bệnh tại nhà của kênh YouTube chùa Pháp Tạng, với cái sự yêu cầu và quý vị có gửi về nhiều cái câu hỏi, vì lý do là bệnh dịch diễn ra rất là lâu ngày mà bây giờ có các cái biến chủng, thì quý vị Phật tử hỏi là có làm cách nào mình có thể phòng ngừa và có thể là hỗ trợ để điều trị theo đông y, thì mình kết hợp mình làm như thế nào để cho quý vị an tâm. Cái người dĩ nhiên là chúng ta phải chích ngừa, chúng ta phải đề phòng, chúng ta phải là 5K vân vân, nhưng mà những cái biến chủng rồi những người bệnh nền rồi những người mà chích ngừa chưa đủ vân vân thì người ta cũng rất là lo sợ, do đó mà mình sống chung với bệnh dịch cũng như là sống chung với lũ thì có những cái cách của dân gian làm cho quý vị sẽ tự tin hơn, tại vì mình làm cái lá chắn để phòng chống ở phía trước, và nếu lỡ mà có những vị bị nhiễm bệnh đó thì chúng ta cũng sẽ có cái hỗ trợ để vượt qua, nó sẽ không có trở nặng và các cái triệu chứng bình thường nó qua như là cảm cúm cảm mùa thôi. Như vậy thì xin quý vị theo thầy để mà mình tìm hiểu, mình bào chế cái cách để mình sống chung với dịch, tức là sống chung với lũ như thế nào mà để mình tự tin mà mình ở trong cuộc sống sống một cách bình thường, không quá lo lắng và sợ hãi. Kính thưa cùng toàn thể quý vị thân mến, hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị là cái bài phòng ngừa phòng chống bệnh dịch mà nó đang diễn ra với các cái biến chủng mà khác nhau. Quý vị biết là bây giờ người ta đã chích ngừa tới cái mũi nhắc rồi. Mũi nhắc tức là mũi nhắc lại là mũi thứ 3. Và có thể có mũi tăng cường. Nhưng mà cái đó để bên y tế. Còn bây giờ thì ai cũng phải là chấp nhận sống chung với bệnh dịch. Thì là mình làm như thế nào mình có thể phòng ngừa và khi nhiễm bệnh mình có thể là dễ dàng vượt qua được. Quý vị, thì đây là một cái dân gian, bài thuốc dân gian mà ông bà mình là đã dùng để trị các virus lạ thâm nhập cơ thể, nhất là các cái bệnh về cảm mà cảm cúm, mà bệnh dịch này nó cũng là một cái loại là cảm và viêm phổi cấp. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị hai cái cách xông và cách uống kết hợp nha, cái này là kết hợp nha, để mình phòng ngừa. Ví dụ như quý vị có đi đâu mà ra ngoài
rồi mình về thì mình xong liền. Để chi? Nó vệ sinh, nó vệ sinh cái đường mũi của mình đó. Tại vì nó vô là đóng tại đường mũi mình, tức mình hít vô đóng tại đường mũi mình là mình phải vệ sinh. Nên là xong này là thử sách đó. Và cái thứ hai nữa gì là chúng ta khò muối hàng ngày, nấu nước muối sôi để nguội, người ta khò muối hàng ngày. Thì cái bài thuốc xong này nó đơn giản lắm. Cái gì trước khi chúng ta lấy cái bài thuốc xong thì thầy xin chia sẻ cho quý vị cái này là nó là cái mẹo thôi. Là chúng ta dùng cái củ hành này nè, mình để trong phòng á, phòng làm việc, phòng ngủ, rồi để trong toilet. Thì là như là cái mùi hành này nó bay lên, nó làm cho các cái con virus lạ, các cái nó như nó khử đó, làm cho cái môi trường mình trong sạch hơn. Nên khi mà quý vị để ý nha, cái người nào mà bệnh cảm nhiều rồi là bị bệnh thì cái hành này nè nó sẽ chuyển màu liền, nó hút vô. Nên mình để 3-4 ngày rồi mình lấy mình dục bỏ. Do đó mà mình cái củ hành nguyên đây nè mình mới cắt làm hai thôi. Đó, cắt hai theo chiều dọc đó, để đây. Thì chỗ bàn làm việc của mình á, mình để củ ở phòng ngủ và toilet mình có thể để miếng nè, đang để đây. Nhưng mà quý vị bị nhiễm bệnh á thì cái này nó màu đen lắm. Nó nhiễm vô nó đổi màu vàng thành màu đen, nó hút vô á. Hay lắm. Thấy vậy chứ nhầm khi người ta nói nó là mẹo chứ thật ra hình như nó có cái chất gì đó ở trong hành là nó kỵ các cái con virus đó, làm cho chúng ta đỡ hơn, nó hút vào trong đó làm cho môi trường mình sạch hơn. Cái này là để môi trường thôi, củ hành thì mình lại làm cho môi trường thôi. Còn cái bài thuốc xong á là chúng ta sẽ dùng cái tỏi. Thứ nhất là tỏi, thứ hai là gừng nha, thứ ba là sả, thứ là muối thôi, là bài thuốc xong của mình. Nhớ là quý vị đi đâu về là người ta phải xong tỏi này nè, mình lấy lần 3-4 tép, mình xong lần 3-4 tép. Thì tỏi lớn tỏi nhỏ, nên mình cái tỏi vừa đó lấy lần 3-4 tép mình xong. Tỏi này thì mình phải lột ra hết, lột nó ra. Cái này muối tỏi nó bự. Gừng là mình xài một chút vậy đó, ngón tay cái vậy đó, mình xài lần ngón tay cái mình cũng gọt luôn, gọt sơ sơ thôi. Gừng thì mình gọt sơ sơ ra thôi, sơ gừng rồi là tỏi gừng rồi sả. Chung ta lấy sả nè, mình sả này mình nếu mình để trong tủ lạnh thì mình phải để ở cái tủ đông nha, thì nó sẽ lâu hơn. Mình lấy cái gốc dài lên trên đây đều được hết á, mình cũng sắc ra nhỏ tí xíu. Quý vị có rửa hay không rửa cũng không sao, nhưng mà cái này á thì mình sẽ sắc ra nhỏ nhỏ nha quý vị ha. Tất cả để vô cối mình tán, trong thời gian mình tán mình bắt miếng nước sôi trước đi, để thôi chút miếng mất thời gian. Rồi tất cả này là chúng ta tán ra. Lấy cái chai nhựa lớn đây hoặc nhỏ hơn chút xíu, chúng ta cắt nó vòng tròn. Cắt vòng tròn cho nhựa nè, nè. Đây đây, để mình xong á. Cần sôi tí nữa sôi. Mình nấu nước xong á là mình phải nấu sôi, nấm ấu siêu tốc cũng được. Hay là nấu củi than, củi ga, bếp ga gì cũng được. Mặt trời đỏ ồm ha. Rồi nước gần sôi đó,
chúng ta lấy một cái ly hoặc là cái chai gì cũng được chứ, hoặc là cái ly cũng được nè, chúng ta để hết tất cả các cái tán rồi á vô một cái ly. Cái ly hoặc cái tô, cái chén hoặc cái ly đi, nó cao nó đựng nhiều nước hơn. Rồi, nước sôi. Rồi, sôi rồi. À, quý vị mới đổ vô cái chai, cái ly gì cũng được chứ á. Mà cái nào có bằng sành á, bằng thủy tinh á thì nó hay hơn. Còn mũ thì phải mà mũ chắc. Đó, người ta đổ vào này. Nhớ là quý vị đổ hơn nữa thôi. Để đó, chúng ta để chút muối vào nữa, nó quậy lên. Nó lên nắp nè, đó. Chúng ta lấy cái này nè, chúng ta đậy lại. Nó có cái vòi nhỏ đây nè, thấy không? Cái nhỏ này nè, mình hít trên vòi nhỏ nè. Quý vị á, hít rồi đậy lại. Nó đâu lên nữa đâu. Thấy không, đâu lên đâu. Mình hít hơi đậy lại. Nè, hít rồi đậy lại. Còn nếu mình không có làm dành ngoài này cũng được nữa, để trong mình hít thì mình phải đậy cái nắp lại. À, đại loại gì đó. À, thì mình hít cả chừng là 5-10 phút, 5-7 phút đó. Hít hai mũi cũng được, hoặc bịt mũi, hít mũi. Hít hà ra. Rồi á, là nó nguội bớt rồi đó. À, mình sẽ đổ tiếp vô một lần nữa. À, đổ tiếp vô cho nó đầy luôn, là cho nó sẽ lên cái hơi. Đậy càng nhiều nước càng nhiều hơi. Đó. Để thấy lên hơi không? À, hơi người ta đậy lại, người ta hít tiếp. Ừ, đậy đây nè, hít tiếp. Ừ, hoặc là mình không thích xài đó, không thích xài này thì mình dùng á, là cái nắp mình đậy lại, hoặc là có cái chén gì đó mình đậy lại cái này. À, cũng được nữa. Đó, đậy ra này rồi á là mình sẽ hít. Ừ, hít nè. Rồi mình đậy lại. Nhớ là quý vị xài là xài cái chai bằng thủy tinh nha, chứ chai nhựa là nó sẽ thun nó chảy ha. Mình sẽ xài bằng cái chai thủy tinh. Đó, đó là bài thuốc thuốc xong. Ừ. Khi mà cái xong một ngày á, là một lần khi chúng ta đi đâu về á, là chúng ta sẽ dùng cái đó để chúng ta xong. Nè, rồi cái thứ hai nữa là cái bài thuốc uống. Thuốc uống á, thì chúng ta có 3 loại. Một cái loại á, là rau dấp cá. Một cái loại á, là lá tía tô. Một cái loại là mơ lông. Rau dấp cá, rau mà diếp cá, hoặc là rau dấp cá, người ta dùng rau diếp cá. Thì mình xài á, thì khoảng một ngày á, một nắm bự nè, khoảng 20-30 gram của rau diếp cá. Đó, thì phải khoảng 20-30 gram rau dấp cá, mình rửa sạch. Đó, mình nấu 1 lít nước. Nấu lên thôi cho nó sôi thôi. Thì là mình để ở trong cái bình nước nóng. Rồi mình uống cả ngày. Đối với những người nào á là bị trĩ, hoặc người nào mà có cao huyết áp á, thì chúng ta dùng rau dấp cá này chúng ta uống, chúng ta ngừa bệnh dịch rất là tốt. Cái này bên châu Âu người ta xài đó. Nha, quý vị. Cái người đang bệnh hoặc là ngừa bệnh thì rất là tốt. Uống hàng ngày, nhưng đặc biệt với người cao huyết áp thì uống vô nó sẽ cân bằng huyết áp, hoặc là bệnh viêm loét đường ruột rồi trĩ đó, thì rau dấp cá này rất là tốt. Chúng ta uống ngày một nắm thôi, khoảng 20-30 gram. Nó khoảng 30 gram đấy thôi ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái lá tía tô. Nếu có rau dấp cá thì mình uống rau dấp cá. Còn nếu mà không có mà có lá tía tô thì mình xài lá tía tô. Lá tía tô này á là chúng ta có thể á là xài khô hoặc là xài tươi. Nếu tươi á thì mình uống khoảng 20 gram. Còn á khô á thì mình uống cả 15 gram thôi, tại này nó nhẹ. Đó, lá tía tô nó nhẹ, cũng nấu 1 lít nước đó, rồi á, là mình để trong cái bình nước nóng là mình uống tới ngày. Đặc biệt là những người hay bị cảm rồi ho hay rồi yếu mình đó, thì tía tô này nó rất là hay nha. Còn nếu chúng ta không có rau dấp cá, không có tía tô, thì chúng ta sẽ xài cái lá mơ lông này. Lá mơ lông này á thì là không có nấu mà là uống tươi. Uống tươi tức là mình giã nát, sắc nhỏ 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 lá mơ lông này ra, mình giã nát. Giã nát nó xong, mình đổ nước ấm vô, nước là nấu nè, nước sôi để nguội, hoặc mình pha nước ấm ấm á. Đó, mình đổ vô, mình vắt nước á, mình uống. Thì một ngày mình uống 1 ly cối nè, là được. Nha, tức là mình uống một nắm bự nè, khoảng chừng 20 gram.
lá mơ long này nha, thì chúng ta giã nát, đổ nước vào, ta dắt uống ngàn lần lần lần, nó ngừa bệnh và nó hỗ trợ cho trị bệnh dịch luôn. Cái này là bên châu Âu người ta xài rất tốt nha. Có người người ta kết hợp cả hai ba thứ này, người ta uống lượt cũng được nhưng mà nếu quý vị có giúp cá uống giúp cá thôi, có mơ long thì uống tươi thôi, giúp cá thì nấu, rồi tía tô thì nấu. Tía tô có thể xài tươi hoặc là khô, nhưng mà giúp cá thì giúp cá tươi nhưng mà nấu, nấu nước uống. Còn cái này giả dắt nước uống mơ long này nè, thì giả dắt nước uống rất là đại tài, rất là hay cho cái bệnh dịch. Như vậy thì chúng ta xông mũi, nhớ là quý vị xông mũi đi đâu về á thì chúng ta phải xông mũi bằng tỏi 3-4 tép, gừng một củ, rồi là xả một tép, và chúng ta để một chút muối vào nữa. Trong cái bài xông á, chúng ta để chút muối vào nữa, nó quậy lên thì xong nó lại là tốt hơn Như vậy thì có muối, có gừng, có tỏi, có sả, để miếng muối vào nữa chúng ta xong. Đó là bài thuốc xông mũi. Đi đâu về là quý vị phải xông, thì nó chắc ăn nhất, nó bám trên cái thành mũi mình là nó sẽ tróc ra hết. Còn ở trong phòng thì chúng ta cắt cái củ hành này nè, để ở trong để nó hút các cái khí bẩn vào trong đó, và nó hỗ trợ cho quá trình là chống lại con virus lạ. Còn khi mà chúng ta uống thì chúng ta có thể uống lá tía tô, uống lá mơ long, như đặc biệt lá mơ long không có nấu mà chúng ta đâm tươi uống nha. Lá tía tô thì nấu lên 1 lít nước cho 20g, còn lại cái rau diếp cá thì 20-30g, nấm gì đó bự, nấu 1 lít nước uống cả ngày thì nó rất là tuyệt vời. Quý vị uống thử đi và thấy cơ thể mình nó khỏe. Người nào mà yếu đường ruột, đau bao tử đó thì chúng ta hãy chọn lựa cái bài mơ long. Còn người nào mà cảm lặt vặt hoài đó thì chọn lựa bài tía tô. Còn người nào mà bị cao huyết áp, bị trĩ đó thì mình chọn cái bài giúp cá. Tuy nhiên bài nào uống cũng được để phòng ngừa bệnh dịch, chống lại các cái tác nhân lạ, chống lại cảm mà cũng. Nên quý vị uống vô đi là cái cảm nó sẽ tóc ra khỏi cơ thể. Dĩ nhiên mình phải tập luyện, dĩ nhiên mình phải ăn đủ chất, ngủ đủ giấc và uống nước thường xuyên, rồi bệnh đâu chỉ đó. Và mình là tuân thủ 5K, có nghĩa là bịt khẩu trang đâu đó cẩn thận, thì là nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của mình. Cho quý vị xong cái bài thuốc xong rồi, và cái bài thuốc uống để hỗ trợ phòng ngừa và kết hợp để điều trị bệnh dịch khi chúng ta sống chung với dịch. Chúc quý vị thành công và chia sẻ cho những người thân của mình. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.